Welcome to learnhanh.com. Our lesson today is Unit 1, Project. Chào mừng các em đã quay trở lại với trang learnhanh.com. Và bài học ngày hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu đó là phần Unit 1, Project. Chủ đề hôm nay chúng ta thực hiện đó là Leisure Time Survey. Đó là khảo sát về thời gian giải trí. Work in groups, làm việc theo nhóm. Activity 1. Interview some students from your class or from other classes. Use the questions below. Phỏng vấn một vài học sinh từ lớp của bạn hoặc từ những lớp khác và sử dụng những câu hỏi phía bên dưới. Chúng ta có 5 câu hỏi. Number 1. When do you have free time? Khi nào bạn có thời gian rảnh? Number 2. What do you like doing with your family in your free time? Bạn thích làm gì cùng gia đình của bạn vào thời gian rảnh? Number 3. What do you like doing with your friends in your free time? Bạn thích làm gì cùng với bạn của bạn vào thời gian rảnh? Number 4. What leisure activities do you like doing on your own? Hoạt động giải trí nào mà bạn thích làm một mình? Number 5. What leisure activities would you like to try in the future? Những hoạt động giải trí nào mà bạn muốn thử trong tương lai. Các em sẽ lần lượt phỏng vấn từng bạn và tiến hành trả lời đủ cả 5 câu hỏi. Ở đây cô đã chuẩn bị sẵn cho các em về một bài phỏng vấn giữa hai bạn A và B. Các em sẽ dựa vào đây để có thể tiến hành làm một bài phỏng vấn cho riêng mình. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đọc và hiểu đoạn phỏng vấn mà cô đã chuẩn bị sẵn. When do you have free time? I have free time at the weekend. What do you like doing with your family in your free time? I am fond of playing board games in my free time with my family. What do you like doing with your friends in your free time? We love cooking together. What leisure activities do you like doing on your own? I enjoy reading books. What leisure activities would you like to try in the future? I would like to try climbing mountain. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dịch nghĩa tiếng Việt của đoạn này. Khi nào bạn có thời gian rảnh? Tôi có thời gian rảnh vào cuối tuần. Bạn thích làm gì cùng gia đình của bạn vào thời gian rảnh? Tôi thích chơi những trò chơi board game vào thời gian rảnh của tôi cùng với gia đình. Bạn thích làm gì cùng bạn của bạn vào thời gian rảnh? Chúng tôi thích nấu ăn cùng với nhau. Các hoạt động giải trí nào mà bạn thích làm một mình? Tôi thích đọc sách. Những hoạt động giải trí nào mà bạn muốn thử trong tương lai? Tôi muốn thử leo núi. Vậy là chúng ta đã có được một đoạn phỏng vấn mẫu. Các em sẽ tương tự dựa vào bài này để tiến hành các bài phỏng vấn khác nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến Activity 2. Collect the answers. Use the table below. Hoàn thành các câu, thu thập các câu trả lời và sử dụng bảng phía bên dưới. Bảng này các em nhìn thấy cột đầu tiên là Student. Chúng ta sẽ tiến hành điền tên học sinh mà chúng ta đã phỏng vấn. Question number 1 sẽ điền câu trả lời tương ứng. Question number 2 cũng tương tự và tương ứng cho câu hỏi số 3, 4 và 5. Số lượng học sinh, các em sẽ điền đầy đủ tên dựa vào cột đầu tiên, tương ứng với các câu trả lời. Bây giờ thì cô sẽ tiến hành điền thử vào bảng khung mẫu mà chúng ta vừa mới hoàn thành. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành hoàn thành bảng nhé. Đây là nội dung bảng mà chúng ta sẽ cần phải điền. Và phía bên tay trái của chúng ta đó sẽ là phần đoạn hội thoại mà cô và các em đã vừa làm ở phía bên trên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điền thông tin. Ở cột đầu tiên, mình sẽ để tên bạn học sinh đầu tiên. Ví dụ ở đây chúng ta có bạn, chúng ta phỏng vấn bạn B, thì các em có thể ghi tên là B. Với câu hỏi đầu tiên là when do you have free time? Nghĩa là bạn có thời gian rảnh khi nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền được đó là at the weekend, vào cuối tuần. Nên trong này mình sẽ dùng đó là at the weekend.
At question number one. Tiếp theo, sang đến câu hỏi số 2. Câu hỏi là what do you like doing with your family in your free time? Bạn thích làm gì với gia đình vào thời gian rảnh? Thì bạn này trả lời là tôi thích chơi board game với gia đình của tôi. Vậy mình sẽ điền là playing board games. Tiếp theo chúng ta có câu hỏi số 3 là what do you like doing with your friends in your free time? Thì dựa vào bài mình sẽ có là we love cooking together. Chúng ta thích nấu ăn cùng nhau. Nên ở câu số 3 mình sẽ điền thông tin đó là cooking. Tương tự đến câu số 4. What leisure activities do you like doing on your own? Hoạt động giải trí nào mà bạn thích tự làm? Vậy thì nhìn vào đây cũng là đoạn hội thoại, chúng ta có câu hỏi và câu trả lời sẽ là I enjoy reading books, tôi thích đọc sách. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền là reading books. Và câu hỏi cuối cùng là what leisure activities would you like to try in the future? Hoạt động giải trí nào mà bạn muốn thử trong tương lai? Câu trả lời trong đoạn phỏng vấn lúc nãy chúng ta có đó là I would like to try climbing mountain. Tôi muốn thử leo núi. Vậy mình sẽ điền là climbing mountain. Đó là phần mà hoàn thành bản chúng ta dựa vào cuộc phỏng vấn. Tương tự các em sẽ tiến hành hoàn thành bản dựa trên số lượng học sinh mà các em đã phỏng vấn để chúng ta có được nhiều câu trả lời đối với nhiều cá nhân khác nhau nhé. Sau khi tiến hành đầy đủ các cuộc phỏng vấn với các bạn thì các em sẽ có được một bản kết quả. Ở đây cô cũng có ví dụ sẵn một bản kết quả khi cô đã phỏng vấn được ba bạn. Đó là bạn B, bạn C và bạn D. Thông tin cô có được như sau. Đối với bạn B thì chúng ta vừa hoàn thành xong. Bạn C thì thời gian rảnh của bạn sẽ là on Sundays, là vào các ngày chủ nhật. Câu trả lời số 2 của bạn có là chơi thể thao cùng với gia đình. Câu trả lời số 3 là đi đến rạp phim cùng với bạn. Câu số 4 là thích tự làm đồ tự chế nè. Và câu 5 là thích trượt tuyết, muốn trượt tuyết trong tương lai. Với bạn đi thì câu trả lời có thời gian rảnh vào cuối tuần. Bạn này cũng thích chơi thể thao và bạn thích vẽ tranh cùng với bạn bè và bạn này thích đọc sách một mình và cuối cùng là bạn muốn thử đan len trong tương lai. Tương tự các em tiến hành làm cho đầy đủ các bạn mà mình đã phỏng vấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành sang đến activity number 3. Activity number 3 chúng ta có như sau. Report your group's findings to your class based on the following guiding questions. Báo cáo cái kết quả của nhóm bạn trước lớp dựa trên những cái câu hỏi hướng dẫn sau. Câu đầu tiên, how many students did you interview? Có bao nhiêu học sinh mà bạn đã phỏng vấn? Number 2, when do the students have free time? Những học sinh thì có thời gian rảnh khi nào? Number 3, what are the most popular activities they do with their family? Hoạt động phổ biến nhất mà họ làm với gia đình. Number 4, what are the most popular activities they do with their friends? Hoạt động phổ biến nhất mà họ làm với bạn. What are the most popular activities they do on their own? Hoạt động nào phổ biến nhất mà họ tự làm? What leisure activities would they like to try in the future? Hoạt động giải trí nào mà họ muốn thử trong tương lai? Bây giờ thì chúng ta sẽ dựa vào kết quả ba bản vừa mới hoàn thành để tiến hành trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 6. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại bản
cũng như là phần kết quả trả lời như sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngược lại lần lượt từng câu và trả lời nhé. Number one, chúng ta có câu hỏi là How many students did you interview? Bạn đã phỏng vấn bao nhiêu học sinh? Vậy thì ngay câu đầu tiên, dựa vào bảng của cô để trả lời, thì ở đây cô đã phỏng vấn được 3 bạn. Vậy thì cô trả lời là I interview. Do đây là thời quá khứ nên chúng ta thêm ed, 3 students. Đó là chúng ta trả lời xong câu 1. Sang đến câu số 2. When do the students have free time? Những học sinh này thì có thời gian rảnh khi nào? Vậy thì nhìn vào bảng, chúng ta có câu hỏi đầu tiên này. Họ có thời gian rảnh. Bạn B thì có vào cuối tuần, bạn C thì vào các ngày chủ nhật, và bạn D thì vào cuối tuần. Vậy thì chúng ta có là các học sinh sẽ có thời gian rảnh vào cuối tuần và những ngày chủ nhật. Vậy chúng ta sẽ trả lời là the students have free time at the weekend and on Sunday. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có đến câu hỏi số 3. What are the most popular activities they do with their family? Hoạt động phổ biến nhất mà họ làm cùng gia đình. Nhìn vào đây, hoạt động phổ biến nhất ở câu số 2 thì sẽ là hoạt động được ưa thích nhiều nhất. Thì câu số 2 này chúng ta có hoạt động chơi board game này và hai người chọn chơi thể thao. Vậy thì mình sẽ chọn hoạt động phổ biến là chơi thể thao. Vậy mình trả lời number 3, the most popular activity they do with their friend is playing sport. Đó là chúng ta xong được câu số 3. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi đến câu number 4. What are the most popular activities they do with their friends? Hoạt động phổ biến nhất mà họ làm cùng bạn của họ. Vậy thì nhìn vào đáp án, chúng ta có đây là câu hỏi số 3. Và nó là người đầu tiên thì chọn cooking, người thứ hai thì chọn going to the cinema, người thứ ba thì chọn drawing. Ở đây cả ba bạn đều có 3 hoạt động khác nhau, nên một là các em có thể liệt kê cả 3 ra, hoặc tương ứng các em dựa vào kết quả phỏng vấn của mình để chọn được bạn nào, hoạt động nào được ưa thích nhiều nhất. Giả sử cô vẫn còn phỏng vấn một bạn nữa và bạn có sở thích là cooking, vậy thì hoạt động phổ biến nhất trong phần này của cô đó sẽ là nấu ăn. Vậy thì cô sẽ ghi là the most popular activity they do with their friends is cooking. Sang đến câu số 5. What are the most popular activities they do on their own? Hoạt động nào mà họ tự làm phổ biến nhất? Vậy thì ở đây chúng ta có câu number 4. Hai bạn chọn đọc sách và một bạn chọn làm đồ tự chế. Vậy mình sẽ chọn hoạt động tự làm phổ biến nhất, đó là đọc sách. Vậy thì câu 5 mình sẽ trả lời là the most popular activity they do on their own là is reading books.
Bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi cuối cùng. What leisure activities would they like to try in the future? Những hoạt động giải trí nào mà họ muốn thử trong tương lai? Vậy thì ở đây cả ba bạn cho đáp án. Một bạn thích leo núi, một bạn thì thích trượt tuyết và một bạn thì thích đan len. Vậy thì chúng ta sẽ cùng trả lời cả ba. Number 6, the leisure activities they would like to try in the future are climbing mountain, skiing, knitting, vừa rồi thì chúng ta đã hoàn thành xong phần activity number 3. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đọc lại các câu trả lời mà chúng ta đã viết. One, I interviewed 3 students. Tôi đã phỏng vấn 3 bạn học sinh. Two, the students have free time at the weekend and on Sundays. Những bạn học sinh có thời gian rảnh vào cuối tuần và vào các ngày chủ nhật. Number 3, the most popular activity they do with their family is playing sport. Hoạt động phổ biến nhất mà họ làm cùng gia đình của họ là chơi thể thao. Number 4, the most popular activity they do with their friends is cooking. Hoạt động phổ biến nhất mà họ làm cùng với bạn của họ là nấu ăn. Number 5, the most popular activity they do on their own is reading books. Hoạt động phổ biến nhất mà họ tự làm là đọc sách. Và cuối cùng, the leisure activities they would like to try in the future are climbing mountain, skiing, knitting. Những hoạt động giải trí mà họ muốn thử trong tương lai bao gồm là leo núi, trượt tuyết và đan len. Vậy là chúng ta đã hoàn thành toàn bộ activity number 3. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi di chuyển đến phần tự đánh giá cuối cùng ở phần project. Phần đây là phần đánh giá với các tiêu chí đề bài đã đưa ra với mức độ là từ thấp đến cao. Cô sẽ tiến hành dịch nghĩa các tiêu chí và các em tiến hành tự đánh giá bản thân mình vào cột phía bên tay phải tương ứng nhé. Now I can. Bây giờ tôi có thể. Tiêu chí đầu tiên, use the words related to leisure activities and expressions about like and dislike. Sử dụng các từ ngữ liên quan đến các hoạt động giải trí và các câu bày tỏ sự yêu và ghét. Các em tiến hành đánh giá vào cột phía bên tay phải. Tiêu chí thứ hai, pronounce the sounds u and u correctly in words and sentences. Phát âm những âm u và u chính xác trong từng từ vựng và các câu. Tiêu chí số 3, use verbs of liking or disliking followed by gerunds and or to infinitive to talk about likes and dislikes. Sử dụng động từ thể hiện sự yêu hoặc là ghét theo sau bởi danh động từ hoặc động từ nguyên mẫu có to để nói về sở thích và những điều không thích. Tiêu chí thứ tư, invite and accept invitations, mời và biết chấp nhận lời mời. Tiêu chí số 5, read about leisure activities with family, đọc về các hoạt động giải trí cùng gia đình. Kế tiếp chúng ta có talk about leisure activities with family, nói về các hoạt động giải trí với gia đình. Kế tiếp, listen about leisure activities with friends, nghe về các hoạt động giải trí cùng bạn bè. Và tiêu chí cuối cùng chúng ta có write an email about leisure activities with friends, viết một email về các hoạt động giải trí cùng với bạn của mình. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần project cũng như là toàn bộ Unit 1. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé.
Chúc em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.